Lần đầu tiên chào mừng các bạn công bộ với tao tiếp. Chào đón bạn đến với cái Guitar Cup mùa 2 của tao tiếp trong trận tay rồi. Đây là tất cả những gì mà tất cả bạn nam của câu lạc bộ dành tặng cho các nữ. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi ok. Okay. Rồi, cho tôi gặp diễn biến cái chuyện với